Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, luật sư NVH 39 tuổi ở thôn Độc Lập, xã La Phủ, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang công tác tại một văn phòng luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 3, luật sư H nghe tiếng ồn ào trước nhà nên ra ngoài kiểm tra thì phát hiện nhiều thùng rác để lộn xộn ngay trước cửa. Sau đó, luật sư H đi bộ ra đầu ngõ để gặp trưởng thôn Độc Lập, xã La Phù. Khi đang đứng nói chuyện với trưởng thôn và một số người khác, bất ngờ có người đàn ông đi xe máy từ đầu ngõ tiến đến, rồ ga tông văng luật sư H ngã xuống đường. Vì bất ngờ nên luật sư H không tránh kịp, xe đâm thẳng vào người luật sư H. Ông bị hất văng ra và nằm lăn dưới đất, bánh xe sau lại đè lên chân. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại và luật sư H đã gửi cho cơ quan công an. Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông đã bỏ đi. Luật sư H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Gia đình vị luật sư này đã đến công an trình báo sự việc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, đối tượng đã dùng xe máy tông ông H. Công an xã La Phù thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan và yêu cầu đối tượng đâm xe vào ông H đến làm việc. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ phương tiện và đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.